Thưa quý vị, nhân dịp toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đón chào năm mới 2023 và chuẩn bị đón năm mới Quý Mão, chiều nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, chúc mừng năm mới gia đình cố Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng và cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Tới thăm gia đình cố Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng mà đồng bào, đồng chí trìu mến gọi là Bác Tôn, gắn liền với lịch sử đấu tranh oanh liệt của dân tộc trong thế kỷ 20, là nhà hoạt động tích cực trong phong trào công nhân quốc tế, người cộng sản kiên cường. Bác Hồ và Bác Tôn là biểu tượng của tình đoàn kết Nam Bắc một nhà, biểu tượng thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam. Năm 1960, Bác Tôn được Quốc hội bầu giữ trọng trách Phó Chủ tịch nước và từ năm 1969 đến năm 1980 giữ cương vị Chủ tịch nước. Dâng hương tưởng niệm tri ân Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và nguyện ra sức phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thành công mong muốn của Bác Hồ và Bác Tôn, tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy lòng tự hào dân tộc và khát vọng phát triển để xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phồn vinh, thịnh vượng. Cũng trong chiều nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm gia đình và tưởng niệm cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 2016 đến năm 2018. Chiều nay làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ngãi, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh tập trung thúc đẩy hai động lực phát triển của tỉnh là khu kinh tế Dung Quất và khu công nghiệp V-Ship Quảng Ngãi, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và tăng sức cạnh tranh. Quảng Ngãi là tỉnh có hệ thống giao thông thuận tiện, đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng không, cửa ngõ ra biển của hành lang Đông Tây, nối với tuyến hàng hải quốc tế qua Biển Đông, có khu kinh tế Dung Quất, khu kinh tế đầu tiên của cả nước. Cảng Dung Quất có khả năng tiếp nhận tàu 100.000 tấn. Năm 2022, GDP tăng 8,08%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 50%, thu ngân sách nhà nước đạt 34.167 tỷ đồng, cao nhất từ trước tới nay, tăng 44,7% so với dự toán. Cơ bản đồng ý với định hướng phát triển của tỉnh, trong đó đến năm 2025, trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, tỉnh Quảng Ngãi cần tiếp tục triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và các loại dịch bệnh khác. Đầu tư công có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, manh mún, kéo dài. Tập trung thúc đẩy hai động lực phát triển của tỉnh là khu kinh tế Dung Quất và khu công nghiệp V-Ship Quảng Ngãi. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, đa dạng hóa sản phẩm, ưu tiên ngành chế biến chế tạo, công nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phát triển đồng bộ hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông, nâng cao hiệu quả khu kinh tế, khu công nghiệp. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác quy hoạch là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Quy hoạch phải đi trước một bước, có tầm nhìn dài hạn, chiến lược, vừa phát huy tiềm năng, thế mạnh, vừa khắc phục hạn chế, bất cập, khẩn trương hoàn thiện và trình phê duyệt quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, nhất là hạ tầng giao thông kết nối. Cũng tại cuộc làm việc, tỉnh Quảng Ngãi nêu một số kiến nghị, đề xuất liên quan đến cơ chế chính sách hỗ trợ từ ngân sách trung ương, sử dụng nguồn thu tại khu kinh tế Dung Quất và nhà máy lọc dầu Dung Quất, triển khai xây dựng đề án thành lập trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại khu kinh tế Dung Quất, phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Dung Quất đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Việc đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng một số tuyến đường. Cơ bản đồng tình với các đề xuất kiến nghị của tỉnh, Thủ tướng đề nghị tỉnh trước mắt thực hiện đúng theo các quy định, đồng thời giao các bộ ngành nghiên cứu kiến nghị của tỉnh Quảng Ngãi và xem xét xử lý trong quá trình trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các cơ chế chính sách về ngân sách. Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới dâng hương tại khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Trong chương trình dự lễ khởi công 12 dự án thành phần xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2 và thăm làm việc tại Quảng Ngãi, trưa nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm khu công nghiệp V-Ship Quảng Ngãi thuộc khu kinh tế Dung Quất và thăm nhà máy lọc hóa dầu Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Dự án V-Ship Quảng Ngãi có tổng diện tích 1.700 ha, được quy hoạch gồm 1.200 ha đất công nghiệp nằm trong khu kinh tế Dung Quất và 500 ha đất đô thị và dịch vụ gần trung tâm thành phố Quảng Ngãi. Đến nay, khu công nghiệp V-Ship Quảng Ngãi đã thu hút được 32 nhà đầu tư, trong đó có 27 doanh nghiệp FDI đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như Mỹ, Bỉ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Philippines, Malaysia, Hồng Kông, Đài Loan với tổng vốn đầu tư gần 1 tỷ đô la Mỹ, thu hút tạo việc làm cho gần 30.000 lao động.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi và chủ đầu tư trong việc xây dựng khu công nghiệp, thu hút các nhà đầu tư vào khu công nghiệp, qua đó tạo nhiều công ăn việc làm, thu nhập cho người dân, tăng thu ngân sách, thúc đẩy các dịch vụ liên quan, góp phần thay đổi bộ mặt kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ngãi. Đặc biệt từ phát triển khu công nghiệp này, Quảng Ngãi có thêm kinh nghiệm để mở rộng thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp khác. Thủ tướng Chính phủ đồng ý chỉ đạo các bộ ngành cơ quan liên quan xem xét bổ sung quy hoạch cho phép tỉnh Quảng Ngãi xây dựng thêm khu công nghiệp V-Ship 2, yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi nâng cao hiệu quả hoạt động khu công nghiệp, nâng cao chất lượng thu hút đầu tư, nhất là ưu tiên các ngành công nghiệp công nghệ cao, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tuân thủ pháp luật, bảo đảm vệ sinh môi trường, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Thăm và làm việc tại nhà máy lọc hóa dầu Bình Sơn, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, nhất là trong thời gian gần đây, góp phần cùng cả nước chủ động nguồn cung xăng dầu, ổn định thị trường xăng dầu. Thủ tướng vui mừng khi được biết, toàn bộ nhà máy lọc hóa dầu Bình Sơn chủ yếu do người Việt Nam vận hành, mỗi ngày nhà máy hoạt động là mỗi ngày công ty có lãi. Trên cơ sở hoạt động của nhà máy lọc hóa dầu Bình Sơn cho thấy, có thể đầu tư mở rộng nhà máy, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo các bộ ngành, cơ quan xem xét tháo gỡ những vướng mắc, khẩn trương lập dự án triển khai mở rộng nhà máy lọc hóa dầu Bình Sơn, phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2025, đầu năm 2026. Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ khởi công 12 dự án thành phần đường cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 và phát động tháng thi đua cao điểm giải ngân vốn đầu tư công. Lễ khởi công được triển khai đồng loạt tại 12 điểm cầu, trong đó điểm cầu trung tâm đặt tại Quảng Ngãi, 2 điểm cầu chính được tổ chức tại Quảng Bình, Hậu Giang và 9 điểm cầu phụ khác. Ngay sau khi Thủ tướng phát lệnh khởi công 12 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2, tại nhiều địa phương cũng đã diễn ra lễ khởi công các dự án thuộc nhóm dự án trọng điểm này. Sau đây là ghi nhận nhanh của nhóm phóng viên Truyền hình Nhân dân. Ngày 1 tháng 1, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với tỉnh Hậu Giang và thành phố Cần Thơ khởi công dự án thành phần đoạn Cần Thơ-Hậu Giang thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 có tổng chiều dài hơn 109 km gồm 4 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 27.500 tỷ đồng. Trong đó, dự án thành phần đoạn Cần Thơ-Hậu Giang có chiều dài hơn 37 km với kinh phí đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng và đoạn Hậu Giang-Cà Mau dài hơn 72 km. Dự kiến dự án này sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác vào năm 2026. Sáng ngày 1 tháng 1, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với các nhà thầu, các địa phương có dự án đi qua đã tổ chức lễ khởi công dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Trong đó, dự án thành phần đoạn Hậu Giang-Cà Mau có chiều dài hơn 73 km, quy mô 4 làn xe với tổng kinh phí đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng. Theo quy hoạch, trong giai đoạn hoàn chỉnh, tuyến cao tốc chính có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 24,75m, vận tốc thiết kế 100 km/h. Riêng các tuyến nối được xây dựng theo quy mô đường cấp 3 đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/h. Tỉnh Phú Yên khởi công 2 gói thầu cao tốc Bắc Nam phía Đông, dự án có tổng chiều dài hơn 90 km, tổng vốn đầu tư gần 21.000 tỷ đồng. Cao tốc Bắc Nam đi qua 6 đơn vị hành chính cấp huyện của tỉnh Phú Yên là Sông Cầu, Tuy An, Tuy Hòa, Đông Hòa, Phú Hòa và Tây Hòa, cùng 24 đơn vị hành chính cấp xã. Đến ngày 30 tháng 12, tỉnh đã bàn giao hơn 70% mặt bằng cho 2 gói thầu khởi công tại thị xã Sông Cầu và thị xã Đông Hòa. Cũng trong ngày 1 tháng 1, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với tỉnh Quảng Trị, tỉnh Quảng Bình khởi công dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 có tổng chiều dài 65,7 km, trong đó đoạn qua tỉnh Quảng Trị có chiều dài 32,53 km, dự án do Ban Quản lý Đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Sáng 1 tháng 1, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với tỉnh Quảng Bình khởi công dự án thành phần đoạn Bùng Vạn Ninh thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 theo hình thức trực tuyến. Tại Quảng Bình có 2 dự án thành phần của dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông là dự án đoạn Bùng Vạn Ninh có chiều dài hơn 48 km, tổng mức đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng và dự án thành phần đoạn Vũng Áng Bùng với chiều dài hơn 55 km, tổng mức đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng.
Ngày 1 tháng 1, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp tỉnh Bình Định khởi công dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn có tổng vốn đầu tư hơn 12.400 tỷ đồng, tổng chiều dài hơn 70 km. Chạy qua địa bàn thị xã Hoài Nhơn, huyện Hoài Ân, huyện Phù Mỹ, huyện Phù Cát, huyện Tây Sơn và thị xã An Nhơn. Ngày đầu tiên của năm 2023, hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, tỉnh Lào Cai diễn ra nhộn nhịp. Tỉnh Lào Cai kỳ vọng trong năm 2023, năng lực thông quan hàng hóa sẽ được đẩy mạnh khi các cơ quan chức năng phía Trung Quốc bắt đầu nới lỏng công tác phòng chống dịch. Trong ngày đầu năm mới, các lực lượng tại cửa khẩu Kim Thành đã tập trung cao độ giải quyết thủ tục nhanh nhất cho các doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu. Chỉ sau 20 phút mở cửa khẩu, đã có xe hàng nông sản đầu tiên của Việt Nam xuất sang Trung Quốc và ngược lại. Cũng cùng thời gian đó, xe hàng nhập từ Trung Quốc đã thông quan vào Việt Nam. Thì tỉnh Lào Cai cũng chỉ đạo các cấp các ngành, trong đó trực tiếp là ban quản lý khu kinh tế cũng như là các lực lượng thực hiện chuẩn bị tốt các điều kiện như về điều kiện về kho bãi đỗ xe cũng như là khu vực kiểm hóa hàng hóa cũng như là chúng ta thực hiện các hậu cần cho logistics làm sao mà tất cả các hàng hóa đến với cửa khẩu quốc tế Lào Cai đến thông quan tại cửa khẩu Lào Cai một cách thuận lợi và nhanh chóng nhất. Năm 2023, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 5 tỷ đô la Mỹ, tăng gấp đôi so với năm 2022. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh đang đẩy nhanh xây dựng hạ tầng bến bãi, thu hút đầu tư của doanh nghiệp, xây dựng cửa khẩu số nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian thông quan. Sáng 1 tháng 1, tại cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa tổ chức đón khách quốc tế đến trong ngày đầu năm 2023. Cả hai chuyến bay đã hạ cánh an toàn, mang theo tổng cộng 296 khách du lịch từ Hàn Quốc và Kazakhstan đến với tỉnh Khánh Hòa. Hiện nay, Hàn Quốc là thị trường khách quốc tế trọng điểm của Khánh Hòa. Mỗi tuần có gần 50 chuyến bay từ Hàn Quốc đến Cam Ranh. Tỉnh cũng chú trọng kết nối mở rộng khai thác thị trường khách Kazakhstan cũng như các nước Trung Á trong năm mới 2023. Việc tổ chức liên tiếp lễ đón chuyến bay từ Hàn Quốc và Kazakhstan đến Khánh Hòa trong ngày đầu năm mới sẽ tạo không khí sôi động nhằm khích lệ tinh thần của du khách quốc tế đến Nha Trang, Khánh Hòa trong năm nay. Tại Đà Nẵng, ngay sau khi chính phủ cho phép mở cửa trở lại đón khách quốc tế, thành phố này đã triển khai nhiều hoạt động xúc tiến, truyền thông, quảng bá mạnh mẽ, đầu tư các sản phẩm dịch vụ du lịch để thu hút khách du lịch. Trong đó, việc liên tiếp mở các đường bay quốc tế đến Đà Nẵng và ngược lại đã và đang góp phần phục hồi mạnh mẽ thị trường khách du lịch quốc tế. Vào cuối tháng 12 năm 2022, chuyến bay đầu tiên của hãng hàng không giá rẻ Tiger Air Taiwan đã đưa 170 du khách từ Đài Bắc Trung Hoa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng. Đây cũng là chuyến bay đầu tiên của hãng Tiger Air Taiwan tới thị trường Việt Nam. Tôi biết đến Đà Nẵng qua các chương trình quảng bá trên truyền hình, các kênh mạng xã hội, nên khi có đường bay tôi quyết định đến Đà Nẵng để được đi tham quan các điểm đến nổi tiếng của thành phố này. Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm trong tương lai của hãng bay Tiger Air Taiwan. Ngoài đường bay Đài Bắc Đà Nẵng, chúng tôi dự kiến khai thác các đường bay Đài Bắc Nha Trang và Đài Bắc Phú Quốc trong quý 1 năm 2023. Theo Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng, từ ngày 24 tháng 12 năm 2022 đến ngày 2 tháng 1 năm 2023, ước tính có khoảng 925 chuyến bay với hơn 140.000 lượt khách đến sân bay quốc tế Đà Nẵng, trong đó có hơn 560 chuyến bay nội địa và 390 chuyến bay quốc tế. Hiện có khoảng 23 hãng hàng không khai thác các chặng bay quốc tế đến Đà Nẵng. Đây là cái thời điểm mà khách đã có cái sự lựa chọn và cái lượng khách quốc tế đang tăng dần qua các tháng đến với Việt Nam. Cùng với cả nước, thành phố Đà Nẵng đã nỗ lực khôi phục mạnh mẽ hoạt động du lịch với những tín hiệu tích cực. Khoảng 80% doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ du lịch đã hoạt động trở lại. Các đường bay nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng nhanh chóng khôi phục. Năm 2022, tổng lượng khách đến Đà Nẵng ước đạt 3,6 triệu lượt, tăng 3,1 lần so với năm ngoái. Theo Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, năm 2022, tổng khách du lịch đến Kiên Giang ước đạt gần 7,6 triệu lượt, tăng 142% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khách quốc tế ước hơn 223.000 lượt, vượt 11,6% kế hoạch năm. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt hơn 10.000 tỷ đồng, tăng 230,9% so với cùng kỳ năm 2021.
Năm 2023 và những năm tới, tỉnh Kiên Giang tăng cường quảng bá du lịch, truyền thông, liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa tỉnh với các địa phương khác trong cả nước và hợp tác quốc tế trên lĩnh vực du lịch, tập trung triển khai nhanh các đề án, dự án như hạ tầng, du lịch tại U Minh Thượng, Hòn Đất, Kiên Lương. Năm 2023, ngành du lịch tỉnh Kiên Giang phấn đấu đón 8,3 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế 350.000 lượt, doanh thu du lịch hơn 13.000 tỷ đồng. Thưa quý vị, từ những tiềm năng lợi thế kết hợp với môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng của Hải Phòng nói chung và trong các khu công nghiệp, khu kinh tế nói riêng đã tạo nên sức hút mạnh mẽ các nhà đầu tư, các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước đến với thành phố cảng. Năm 2022, thành phố Hải Phòng đạt mức tăng trưởng 12,32% so với cùng kỳ, gấp khoảng 1,5 lần bình quân chung của cả nước và thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế. Toàn thành phố có 80 dự án cấp mới với số vốn đầu tư đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Lũy kế đến hết tháng 11 năm 2022, thành phố Hải Phòng có 853 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư còn hiệu lực hơn 24,5 tỷ đô la Mỹ. Hải Phòng luôn có sự hỗ trợ thu hút đầu tư vào thành phố, sẽ có nhiều hơn chính sách thu hút FDI từ nước ngoài vào Hải Phòng. Việc nhiều doanh nghiệp FDI đến tìm hiểu và đầu tư vào Hải Phòng đã cho thấy sức hút ngày càng lớn của địa phương này. Bên cạnh đó là thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút, tạo điều kiện hỗ trợ cho người lao động, tăng cường kết nối các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước, các trường đại học, trường dạy nghề với các tổ chức doanh nghiệp để phát triển nguồn lao động chất lượng cao có thể đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư. Với vai trò là thúc đẩy cái hoạt động đầu tư nước ngoài vào Việt Nam thì chúng tôi sẽ cam kết sẽ cùng với Hải Phòng để là tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cái nhà đầu tư nước ngoài đến với Hải Phòng và thành công Hải Phòng trong thời gian tới. Thành phố Hải Phòng và Ban Quản lý Khu Kinh tế thành phố sẽ luôn hỗ trợ, đồng hành cùng nhà đầu tư trong các công tác liên quan, thường xuyên theo sát, nắm bắt và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư và các doanh nghiệp trong suốt thời gian xây dựng, cũng như đưa dự án vào hoạt động trên địa bàn trong tương lai. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc bé trai 10 tuổi bị rơi xuống trụ bê tông tại Đồng Tháp, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cho biết khó khăn lớn nhất trong việc giải cứu bé trai 10 tuổi bị rơi xuống trụ bê tông lúc này là thời gian. Hiện nay, địa phương đã huy động mọi nguồn lực, thiết bị và con người để cứu cháu bé. Đến 20 giờ 35 phút ngày 1 tháng 1, sau hơn một ngày nỗ lực cứu hộ, bé trai Thái Lý Hạo Nam sinh năm 2012, bị rơi vào trụ cố định mố cầu Rọc Sen sâu khoảng 35 mét tại ấp 2, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, vẫn được lực lượng chức năng cứu hộ tiến hành các giải pháp để đưa cháu lên bờ. Tại hiện trường có 4 máy xúc, 1 máy ủi, 1 xe cẩu và các phương tiện hỗ trợ khác. Riêng một máy trục cọc khoan nhồi bê tông công suất lớn đã được đưa từ đường sông lên khu vực hiện trường. Chính máy trục cọc khoan nhồi này kết hợp với các phương tiện hiện có nên mọi người hy vọng sẽ kéo được trụ bê tông đưa cháu bé lên. Trước đó khoảng 11 giờ 30 phút ngày 31 tháng 12, bé Nam cùng nhóm bạn trong xóm vào công trình nằm trên đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi để nhặt sắt. Lúc đi qua công trình đang thi công, bé Nam lọt xuống trụ bê tông rỗng bên trong, đường kính 25 cm đã đóng xuống đất sâu khoảng 35 mét. Thưa quý vị, những tháng cuối năm, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại sẽ có chiều hướng gia tăng. Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm qua mắt lực lượng chức năng để đưa hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ vào thị trường. Hiện nay, công tác kiểm tra giám sát truy quét hàng lậu, hàng giả đang được các địa phương đẩy mạnh thực hiện để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Công tác kiểm soát thị trường tại các chợ, cửa hàng kinh doanh, điểm kinh doanh nhỏ lẻ trong dịp cuối năm được các đội quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh triển khai đồng bộ, nhất là trong dịp sát Tết. Các mặt hàng trọng điểm như bánh kẹo, rượu bia rất dễ tuồn hàng giả để bán ra thị trường nên được tập trung rà soát thường xuyên. Tất cả các cái mặt hàng bánh kẹo cũng như là thực phẩm là chúng tôi toàn nhập theo nhà phân phối ở đây thôi. Là nhà phân phối cung cấp, có nhân viên đi chào thì chúng tôi nhập, chứ còn những cái hàng mà ở trôi nổi đấy thì là chúng tôi cũng không có nhập cái mặt hàng đấy để đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Thứ nhất phải có hóa đơn đỏ, thứ hai là phải có công bố chất lượng tiêu chuẩn của cái sản phẩm mới ở bên nước ngoài nhập về qua Bộ Công Thương. Và thứ tư là có phiếu xuất nhập kho và phải có tem phụ, tem nhập khẩu và tem phụ của các nhà phân phối. Nếu mà không đúng những cái mà của shop mà đưa ra để yêu cầu để nhập hàng thì chúng tôi sẽ hồi trả lại. Vừa qua, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức tiêu hủy hàng hóa vi phạm đợt 2 năm 2022 với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng.
Các mặt hàng bị tiêu hủy chủ yếu là rượu, nước giải khát, bánh kẹo, mỹ phẩm, thực phẩm, đồ điện tử. Từ nay đến Tết Nguyên đán, lực lượng chức năng sẽ tổ chức liên tục các đợt kiểm tra để bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Công Thương cũng như là của Ủy ban tỉnh, thì chúng tôi đã xây dựng một kế hoạch cao điểm trong dịp trước, trong sau Tết để chỉ đạo các đơn vị phân công rõ các lực lượng trong ngành để mà quản lý tốt cái địa bàn và kiểm tra xử lý vi phạm, đảm bảo về an toàn thực phẩm rồi về giá cả, đảm bảo phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong cái dịp Tết. Đối với hàng nội địa, phía cơ quan quản lý thị trường tập trung vào chống buôn bán hàng giả. Hàng hóa nhập khẩu không có tem nhãn phụ sẽ được kiểm tra nghiêm ngặt tại các điểm kinh doanh, đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền các cơ sở kinh doanh trên địa bàn ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước. Tập trung kiểm tra các kho hàng bến bãi, các điểm tập kết hàng hóa trên địa bàn toàn tỉnh. Đặc biệt chú trọng kiểm tra kiểm soát công tác chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, vệ sinh toàn thực phẩm. Trong một tháng ra quân, đội quản lý thị trường số 1 đã xử lý 21 vụ vi phạm với tổng số tiền phạt, phát mại và tiêu hủy hàng hóa trị giá là 1 tỷ 150 triệu đồng. Cuối năm là thời điểm tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa có nhiều diễn biến phức tạp. Người dân có được dùng các mặt hàng bảo đảm chất lượng, đúng tiêu chuẩn hay không là phụ thuộc vào công tác kiểm soát, ngăn chặn và xử lý vi phạm từ lực lượng chức năng. Những nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin trong nước tối nay.